Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Xuất hiện vũ khí mới cực lợi hại giúp Hoàng Anh Gia Lai đứng trên đỉnh V-League. Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Hà Nội bằng thứ vũ khí mới của họ ở mùa giải năm nay. Tại vòng 10 V-League 2021 giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai đã giành 3 điểm ngay trên sân nhà với chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ siêu phẩm sút xa của tiền vệ Lương Xuân Trường và tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng V-League 2021. Trải qua 10 vòng đấu, nhiều bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai xuất phát từ những cú sút xa của Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường. Ở trận đấu với đương kim vô địch Việt theo tại vòng 5, Công Phượng có cú sút xa kỹ thuật, chéo góc, hạ gục, thủ thành nguyên mạnh tại trận đấu với Đà Nẵng của vòng 8 V-League, tới lượt Văn Toàn có cú nã đại bác thành bàn từ khoảng cách 30 m Tới vòng 9, Minh Vương góp một siêu phẩm rút xa ngoài vòng cấm trong chiến thắng nghẹt thở 4-3 của Hoàng Anh Gia Lai trước Nam Định. Kể từ khi Kia Ti Sắc về dẫn dắt đội bóng phố núi, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được bật đèn xanh khuyến khích thực hiện những cú sút xa đó là điều dễ hiểu vì ở các vòng đấu đã qua, các đội bóng khi đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai, họ quá hiểu lối chơi và những phương pháp khắc chế những mảng miếng tấn công của đội bóng phố núi. Trong khi đó, lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai lúc này không có những cầu thủ tấn công, có thể hình thể lực, đủ sức băng cắt tỷ đè, làm tường ở khu vực trong vòng cấm địa để tạo cơ hội hay hỗ trợ cho đồng đội khác. Khi đối phương bịt kín trung lộ, vô hiệu hóa những miếng đánh từ hai biên, Quả thực quá khó cho các cầu thủ tấn công của Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội áp sát khung thành, chứ chưa nói đến chuyện có thể gây nguy hiểm. Đương nhiên, lúc Hoàng Anh Gia Lai chơi bế tắc vì không thể tiếp cận cầu môn thì rút xa là phương án chiến thuật tốt để chọc thủng mảnh lưới đối thủ. Với việc cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có những quả sút xa có độ chính xác cao là kết quả của quá trình tập luyện lâu dài. Sở dĩ bà huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai khuyến khích cầu thủ rút xa là bởi họ có những chân sút thực sự tốt như Cầu Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh. Từ cự ly 20m tới 30m, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, Cầu Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy có thể tung ra những cú sút xa uy lực với quỹ đạo khó lường và găm vào những điểm chết ở khung thành khiến thủ môn phải bó tay. Để thực hiện những cú sút như vậy thì ngoài việc có cái cổ chân thật khỏe, cầu thủ phải có khả năng quan sát nhanh nhạy vị trí thủ môn để làm sao có được cú sút xa gây bất ngờ nguy hiểm rõ ràng ngoài yếu tố khả năng phần lớn là do quá trình tập luyện từ những phương pháp huấn luyện đặc biệt hoàng Ê gia lai mới có nhiều chân sút xa đến như vậy Giao sầu cho cựu vương hà nội hoàng Ê gia lai lập kỷ lục khiến mọi đối thủ thèm khát với việc giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức trụ hạng thành công khi có một suất trong top 6 đội đua vô địch mùa giải 2021. Với tuyệt phẩm đẳng cấp của Xuân Trường, Hoàng Anh Gia Lai vượt qua đối thủ kỵ dơ Hà Nội FC, chính thức trụ hạng thành công. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng phù núi chính thức trụ hạng thành công khi có một suất trong top 6 sau giai đoạn 1. Đây thậm chí còn là kỷ lục trụ hạng sớm nhất của Hoàng Anh Gia Lai. Trên sân nhà Cool, Hoàng Anh Gia Lai có màn trình diễn vô cùng ấn tượng để vượt qua đội khách nhiều duyên nợ Hà Nội nhờ phát lập công duy nhất của đội trưởng Lương Xuân Trường. Hàng thủ đội bóng phu núi với hàng phòng ngự chắc chắn, khóa chặt các mũi tấn công nguy hiểm như Quang Hải Văn Quyết. Bên phía Hà Nội, hàng hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai bảo toàn manh lưới sau 90 phút thi đấu, qua đó mang về 3 điểm trọn vẹn sau vòng đấu thứ 10. Với chiến thắng này, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với 25 điểm, nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi Theo 3 điểm. Với việc đã hơn vị trí thứ 7 của Đông Á Thanh Hóa 11 điểm, điều này có nghĩa Hoàng Anh Gia Lai an toàn trong top 6 trước 3 vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1. Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng thành công trong lịch sử tham dự giải V-League của mình. Với việc chính thức trụ hạng sau vòng 10, đây có thể nói là kỷ lục trụ hạng sớm nhất của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tất nhiên, tham vọng của Gỗ không chỉ là trụ hạng thành công mà là hướng tới ngôi vô địch quốc gia sau nhiều năm. Tin tiếp theo, chuyên gia, cú sút của Xuân Trường rất tinh tế. trao đổi với chúng tôi, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, dành nhiều lời khen ngợi cho sự thể hiện của Xuân Trường. Trận siêu kinh điển giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội thực sự bùng nổ ở phút 73, lương Xuân Trường dẫn bóng gần khu vực cấm địa rồi tung ra cú sút vô cùng hiểm hóc đánh bại thủ thành Tấn Trường. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục nới rộng khoảng cách 3 điểm với Viettel trên bảng xếp hạng. Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho biết Xuân Trường là cầu thủ tốt của Hoàng Anh Gia Lai, cậu ấy có khả năng cầm nhịp điều tiết trận đấu tốt. Ở trận gặp Hà Nội, những đường truyền của Xuân Trường tương đối sắc bén, hợp lý và kịp thời. Cú rút mở tỷ số của Trường tinh tế, nó không phải là cú ra chân quá mạnh, nhưng kết hợp hoàn hảo giữa khả năng quan sát và kỹ thuật cá nhân của Lương Xuân Trường. Việc Xuân Trường găm bóng vào góc cao và khung thành tấn trường là một trong những tố chất vốn có của tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai. Thông thường, những cú sút xa thành bàn thường đưa bóng đi với lực mạnh, nhưng Xuân Trường lại làm điều ngược lại, nhìn qua như một đường truyền phản công. Vì vậy, tôi đánh giá cao siêu phẩm của Trường ở chỗ đó. Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã chơi cùng nhau qua nhiều mùa giải và càng ngày càng trưởng thành, độ chín có. cộng với tài cầm quân của Kiatisak, giúp Hoàng Anh Gia Lai sáng cửa vô địch ở mùa giải năm nay. Chuyên gia Phan Anh Tú dành lời khen cho Lương Xuân Trường. Tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai đã không giấu nổi sự xúc động bật khóc ngay trên sân ở những phút cuối trận. Chiến thắng 1-0 trước Hà Nội hoàn toàn xứng đáng cho sự thể hiện của Xuân Trường và đồng đội. Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đứng đầu bằng xếp hạng V-League 2021 với 25 điểm có được sau 10 vòng đấu. Ở lượt trận tới đây, Xuân Trường và đồng đội sẽ có chuyến làm khách trước Thanh Hóa. Tin tiếp theo, Linh Nguyễn bị đuổi trong trận thua Thành phố Hồ Chí Minh trước Nam Định. Thưa quý vị, Lee Nguyễn nhận hai thẻ vàng trong trận câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thua 2-3 trước chủ nhà Nam Định tại vòng 10 V-League 2021 tối 18 tháng 4. Tối 18 tháng 4, màn tỏa sáng của Arsenal Conan và Rodrigo Diaz giúp đội chủ sân Thiên Trường lội ngược dòng kịch tính để giành 3 điểm trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 10 V-League. Lợi thế sân nhà tiếp tục mang đến may mắn cho Nam Định. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ giành chiến thắng kịch tính, giàu cảm xúc trước Thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngoại binh là Osos Conan và Rodrigo Diaz thể hiện sự đáng sợ trên hàng công Nam Định với 3 bàn thắng ở phút 6, 67 và 76. Những nỗ lực của đội khách giúp họ có hai bàn thắng nhờ cú đúp của Lâm Ti Phong ở nửa đầu hiệp 2. Tấm thẻ đỏ gián tiếp của Linh Nguyễn ở phút bù giờ khép lại trận đấu thất vọng của thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh dâng lên tấn công với cú sút của Trần Thanh Bình ở phút đầu tiên đội khách kiểm soát thế trận nhưng hai ngoại binh của chủ nhà Nam Định lại thể hiện sự nguy hiểm. Hàng thủ đội khách mắc lỗi kèm người và trả giá bằng bàn thua ngay phút thứ 6. Từ cú đánh đầu của Rodrigo, Arso Conan dứt điểm chéo góc mở tỷ số cho đội bóng áo vàng. Sau bàn thắng sớm, đội chủ nhà nhường thế trận cho cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội khách cầm bóng 67% trong hiệp đầu, tung ra 8 cú sút nhưng không thể hưởng niềm vui. Trong khi đó, Conan và Rodrigo liên tục gây sức ép từ các pha không chiến. Những phút cuối hiệp 1, Linh Nguyễn bắt đầu để lại dấu ấn bằng các pha phối hợp với Lâm Ti Phong. Dù vậy, cầu thủ số 24 bỏ lỡ hai cơ hội với cú sút vào xà. Cùng một pha không chế bóng bằng ngực không được như ý muốn. Lợi thế dẫn bàn mong manh của chủ nhà Nam Định kéo dài tới phút 47, Lâm Ti Phong tỏa sáng với pha không chiến bóng bằng ngực. Trước khi sút bóng hạ gục thủ thành Xuân Việt đem về bàn gỡ cho đội khách áo đỏ. Sức ép lớn tiếp tục được thành phố Hồ Chí Minh tạo ra với tỷ lệ cầm bóng lên tới 65%. Đội khách vượt lên dẫn trước nhờ tình huống cố định ở phút 73. Linh Nguyễn đá phạt góc trao cơ hội cho Lâm Ti Phong đánh đầu thành bàn trong tư thế không ai kèm. Hàng thủ Nam Định mắc sai lầm khi quá tập trung vào ngoại binh mà bỏ sót Ti Phong. Lợi thế dẫn bàn của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ kéo dài khoảng 4 phút trước khi ngoại binh của đội chủ nhà liên tục tỏa sáng. Rodrigo đem về bàn gỡ cho Nam Định ở phút 76 sau pha đá phạt xuyên qua hàng rào đối phương. Tiếp đó, Conan lên tiếng với pha chớp thời cơ ghi bàn từ quả đá phạt góc ở phút 76. Những phút cuối trận trận đấu trở nên kịch tính khi cầu thủ hai đội liên tục có những tình huống va chạm. Các cầu thủ đội khách nóng vội trong nỗ lực tìm bàn gỡ có phần ức chế với lối chơi lan xả của chủ nhà Nam Định. Linh Nguyễn nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 90 6, gần như khép lại những nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 11 phút thi đấu bù giờ, trọng tài Ngô Duy Lân nổi hồi còi hết giờ chủ nhà Nam Định thắng kịch tính 32 và vươn lên vị trí thứ 6 với 15 điểm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.